Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em sẽ lại tiếp tục có một chương trình xả kho giảm giá đặc biệt để hỗ trợ mùa Covid cho các bác nhà mình. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến cái sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Thì về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề thì bên em nhận ship code xỉ lẻ trên toàn quốc. Các bác ở bất kỳ nơi đâu chỉ cần có thông tin địa chỉ và số điện thoại là các bác sẽ có đơn hàng. Và tới đây thì bên em sẽ có nhiều những cái chương trình xả kho giảm giá đặc biệt để hỗ trợ cho các bác nhà mình. Các bác mà quan tâm về sản phẩm thì các bác nhớ là đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo của bên em. Mỗi một video sẽ là những cái dòng sản phẩm hay và hữu ích để gửi tới toàn thể các bác. Để các bác mà quan tâm sản phẩm thì các bác đăng ký kênh. Các bác sẽ nhận được thông báo sớm thì các bác sẽ có nhiều cơ hội để được mua hàng giảm giá và sẽ được miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ tư vấn và giới thiệu tới các bác. Đến đâu là em sẽ giới thiệu và em sẽ báo giá luôn để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo. Thì các bác mà đặt hàng các bác lưu ý là các bác có thể alo trực tiếp và các bác đọc đúng mã sản phẩm cho em. Đấy, trên video em đọc mã sản phẩm tên là gì, bao nhiêu tiền, thì khi mà đặt hàng thì các bác nhớ là đọc đúng mã sản phẩm và giá tiền giúp cho bên em, để tránh những cái trường hợp khi mà bên em chốt đơn cho các bác hàng đến nơi nó bị sai mã sản phẩm các bác nhá. Trước tiên là em sẽ giới thiệu cho các bác mình một cái mã đầu tiên này. Em còn một ít cái, đây là cái bút thử điện của Hanlon nhá. Bút thử điện thông minh của Hanlon. Đấy, với cái mã sản phẩm này các bác sẽ có kèm theo là một đôi bi như này. Và các bác lắp đặt lại thôi là các bác có thể là sử dụng được. Đây là một chiếc bút thử điện thông minh, các bác xài trong gia đình hoặc là các bác thợ sử dụng cực kỳ là ok. Thì hôm nay với cái mã sản phẩm này em còn mấy cái nữa em sẽ thanh lý cho các bác nhà mình với mức giá hợp lý nhất. Mức giá là 100.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc các bác nhá. Đấy, thì tiếp theo hôm nay là cái, đây là cái kìm hàn này. Một cái mẫu kìm hàn mà được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm. Đấy, thì cái mã này là cái mã hàng tri ân của bên em. Đấy, thì với cái mã sản phẩm này em sẽ tri ân tới tay cho các bác với mức giá là 30.000 trên một kìm nhá. Đấy, một cái mã sản phẩm gọi là tri ân để lấy tương tác với các bác. Đấy, thì 30.000 đồng. Nếu như mà các bác mà có những cái đơn hàng mà được bao phí vận chuyển rồi, các bác đi kèm theo 1-2 cái kìm hàn thì bên em sẽ miễn phí ship chung cho các bác. Đấy, còn nếu các bác đi riêng thì là sẽ mất phí ship, vì là cái kìm hàn này là em tri ân cho các bác với mức giá là không có lợi nhuận, nên là với mức giá 30.000 là chưa có bao phí ship các bác nhá. Khò ga mili thì hôm nay em còn mẫu 1 mỏ và 2 mỏ này. Đây là cái mẫu khò 1 mỏ nhá. Em còn mẫu khò 1 mỏ và 2 mỏ. Cái mã này là mã 2 mỏ này các bác này. Đấy, 1 mỏ thì nó sẽ có theo là một ít cái que hàn. Nó sẽ có 3 cái que hàn như này nhá, và một hộp thuốc hàn. Đấy, với cái mã 1 mỏ thì các bác chỉ ra một ngọn lửa thôi. Đây là cái hình ảnh người ta đang sử dụng này. Đấy, cái mã này là mã 2 mỏ nhá. 2 mỏ thì nó sẽ ra hai ngọn lửa như thế này, nó có hai đầu mỏ này. Đấy, cái này thì các bác về các bác sử dụng với bình ga mili nhá. Các bác lắp đặt vào cái bình ga mili cá nhân như này. Hôm nay mã 1 mỏ thì em sẽ tri ân cho các bác với mức giá là 120.000 miễn phí ship. Còn mã 2 mỏ sẽ là 150.000 miễn phí ship. Với cái sản phẩm này sẽ phù hợp với các bác thợ điện lạnh sử dụng để đi hàn ống đồng. Đấy, còn trong gia đình thì các bác có thể là sử dụng để khò lông chó, lông vịt rất là ok. Các bác chỉ cần có một bình ga mili như thế này là các bác sử dụng được. Và các bác có một cái bật đùa để châm mồi nữa. Trên thị trường thì rất là nhiều mỏ khò ga. Tuy nhiên là các bác lên sử dụng cái mẫu như này thì cái độ bền của nó sẽ rất là cao. Có một số mẫu sản phẩm khò ga mà các bác kiểu dạng như là bắt vít ý, không cần phải châm mồi lửa, dùng nó rất là nhanh hỏng. Các bác lưu ý cho em là như vậy. Vì là em bán cái này lâu năm rồi nên là em rút ra được kinh nghiệm. Đấy, tất cả các bác khách hàng khi mà sử dụng các bác đều phản hồi lại rồi. Và thực tế thì bên em cũng có đội ngũ nhân viên kỹ thuật đã sử dụng cái mẫu khò này gần chục năm nay rồi, nhưng mà nó vẫn hoạt động rất là tốt. Mặc dù là nhân viên kỹ thuật thì rất là nhiều, cho nên là nhiều người người ta có thể là sơ suất không để ý thì làm rơi vãi mất thôi. Nó nhỏ như này có thể là rơi vãi thất lạc mất thôi, chứ còn hỏng thì nói chung là không bao giờ nó hỏng được. Đấy, độ bền nó rất là cao. Bên em dùng rất là lâu năm rồi nhưng mà nó vẫn hoạt động rất là tốt các bác nhá. Thì với cái mẫu một khò, khò một mỏ là giá 120, còn hai mỏ sẽ là 150.000, là em bao phí vận chuyển trên toàn quốc tới tận tay cho các bác luôn nhá.
Hôm nay thì em còn một ít cái kính hàn điện tử này, một cái mã sản phẩm mà cũng được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm. Với cái mã sản phẩm này thì hôm nay em tri ân cho các bác với mức giá là 150.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Đấy thì đây là cái mẫu sản phẩm nhá. Bên trong nó sẽ như này. Nó có một kính này và hai gọng một dây đeo nữa. Khi mà các bác nhận được sản phẩm thì các bác lắp hai cái gọng kính này vào cho em. Vì là vận chuyển thì em không thể lắp trước được. Lắp trước thì nhiều khi vận chuyển đi nó khó, nó sẽ có thể là hay bị gãy cái gọng này. Nên là khi mà nhận được hàng các bác lắp hai cái gọng kính này lại. Đấy, các bác lắp hai gọng kính sang hai bên này nữa là các bác có thể sử dụng được nhá. Thì đây là cái kính hàn điện tử này. Đấy, các bác có thể là nhìn thẳng trực tiếp vào mối hàng mà không hề ảnh hưởng đến mắt của các bác. Nó sẽ bảo vệ đôi mắt cho các bác an toàn tuyệt đối 100% khi mà các bác sử dụng máy hàn. Đấy, đây là kính nhá, nó chỉ bảo vệ đôi mắt thôi. Còn các bác nào mà cẩn thận hơn thì các bác có thể là sử dụng mũ hàn thì bên cũng có. Mũ hàn là các bác sẽ che kín hết cả khuôn mặt luôn, nên là các bác sẽ được bảo vệ từ đôi mắt cho đến da mặt của mình. Đấy, còn kính hàn thì nó sẽ nhỏ gọn hơn. Đấy, các bác sử dụng kính hàn thì giá sẽ là 150.000. Còn mũ hàn thì bên em cũng có. Các bác mà quan tâm thì có thể liên hệ bên em gửi cho các bác. Mũ hàn là 350.000, còn kính hàn thì sẽ là 150.000. Giá này là được bao phí vận chuyển trên toàn quốc rồi các bác nhá. Tiếp theo là đến một cái mã sản phẩm mà được các bác khách hàng quan tâm nhiều nhất. Đấy, đây là một chiếc máy cạo râu bằng pin. Chiếc máy cạo râu bằng pin thì bên em với mức giá tri ân cho các bác, giá là 150.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Và với cái mã sản phẩm này thì khi mà các bác mua ngoài thị trường nó sẽ có mức giá là 350.000 cho đến 450.000. Nhưng mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác sẽ chốt được cái mã sản phẩm này với mức giá là 150.000 đồng miễn phí vận chuyển các bác nhá. Đấy, nó sẽ có nguyên hộp như này. Nguyên hộp đựng máy này, phía bên trong sẽ có đầy đủ phụ kiện cho các bác. Một máy, một sạc và một lưỡi dao cạo sơ cua. Trong máy là đã có một lưỡi dao cạo rồi. Tuy nhiên là các bác được tặng thêm một lưỡi sơ cua bên ngoài để các bác có thể là thay thế về sau. Và các bác yên tâm một điều là cái lưỡi dao cạo này các bác sử dụng vài năm, 1-2 năm sau mới phải thay thế các bác nhá. Hai bên sườn này nó sẽ có hai cái công tắc. Sử dụng các bác chỉ cần mở cái lắp đậy này ra, bật công tắc này lên là máy rung là hoạt động được này. Các bác cạo râu phần này. Còn công tắc này bật lên nó sẽ đẩy ra một cái phần lưỡi cạo để cho các bác tỉa tóc mai nhá. Và có một chiếc gương soi sáng ở đây cho các bác. Đấy, các bác vừa có thể là cạo râu, soi gương và tỉa tóc mai được luôn. Ba tác dụng trong một cái sản phẩm nhỏ bé cực kỳ là tiện lợi như thế này. Đấy, các bác sẽ dùng để cạo râu, tỉa tóc mai và soi gương được với mức giá chỉ có 150.000 đồng. Và sử dụng thì sẽ cực bền và cái độ an toàn tuyệt đối 100% cho các bác. Nó sẽ không bị đau rát hay là chảy máu như là các bác sử dụng cạo râu bằng dao tem thôi nhá. Đấy thì cái mã sản phẩm này hôm nay em tri ân cho các bác. Máy cạo râu bằng pin với mức giá là 150.000 đồng miễn phí ship. Đấy, mẫu mã của nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Đấy, bác nào có nhu cầu quan tâm sản phẩm này thì liên hệ luôn tới trung tâm điện máy Ngọc Mai là các bác sẽ sở hữu được cái sản phẩm này. Và số lượng thì cũng có hạn nhá. Nên là các bác mà đang quan tâm thì các bác alo đặt hàng nhanh thì sẽ có đơn thôi nhá. Hôm nay thì ta dô ốc gãy là bên còn mấy bộ nữa này các bác này. Ta dô ốc gãy thì là em có cái bộ này là bộ lấy bộ ta dô nhá. Đây là bộ mũi khoan ta dô gen, vừa khoan vừa ta dô luôn. Đấy thì cái này, cái mũi này thì chân của nó sẽ là chân đục giác này các bác này. Một bộ này nó sẽ có 6 mũi nhá. Từ mũi 3 cho đến mũi 10 này, trừ mũi 7 và mũi 9 ra là không có. Đấy thì hôm nay với cái bộ mũi khoan ta dô này em sẽ gửi tới cho các bác với mức giá là 200.000 đồng miễn phí ship trên một bộ 6 mũi này. Còn bác nào có nhu cầu ốc cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đây là cái bộ mũi khoan lấy ốc gãy. Cái bộ mũi lấy ốc gãy thì nó sẽ có hai đầu nhá, một đầu xuôi và một đầu ngược. Đấy, các bác sử dụng vào máy khoan đầu kẹp là các bác có thể dùng được cái này. Đấy thì cái bộ này nó sẽ có 4 chiếc. 4 chiếc thì nó sẽ có cỡ to từ nhỏ cho đến to. Nên là các bác lấy được hầu hết tất cả các loại ốc đấy. Giá là 125.000 đồng trên một bộ nhá. Bộ này là bộ lấy ốc gãy có 4 chiếc nhá. Giá là 125.000 đồng. Giá là được bao phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác rồi. Để em sẽ tư vấn tới các bác một cái mã sản phẩm này. Đây là cái kéo cắt thực phẩm này, kéo SK5 này các bác này. Sẽ phù hợp cho các bà nội trợ nhá. Các bác sử dụng để làm gà, làm cá. Cái này có thể là cắt được vảy cá, xương gà, chân gà. Đấy, ngoài ra các bác thợ mà cái này cắt dây điện nó cũng vẫn cắt được luôn. Vì là cái kéo này thì nó rất là to nhá. Cái cán cầm của nó cực kỳ là to, lại có cái độ chống trơn rất là tốt. Đấy thì đây là cái kéo SK5 nhá. Đấy, SK5 này. Đây. SK5 này, Japan dập lỗ như này luôn cho các bác nhá. Đấy thì với cái mã kéo Nhật SK5 này, hôm nay em sẽ tri ân cho các bác với mức giá là 100.000 đồng một chiếc nhá, 100.000 đồng.
giá là bao phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác luôn. Đấy thì hôm nay em còn một ít cái máy khoan với máy cắt, em sẽ thanh lý cho các bác luôn. Hôm nay em còn đây là cái khoan xét lúc 13 ly này các bác này. Cái mã khoan này được rất nhiều các bác quan tâm. Vừa qua rất là nhiều các bác quan tâm nhưng mà hết hàng rồi nhá. Hôm nay em dọn kho thế nào nó lại còn sót lại mấy cái nhá. Đấy. Đây là hàng công ty nhá. Cái này hàng Zlook này, hàng công ty, hàng chính hãng nhá, hàng nội địa Trung Quốc. Các bác xài chất lượng cực kỳ là ok. Với cái mã này thì cái đầu máy của nó sẽ là đầu 13 ly. Đấy, các bác xài gia đình tuyệt vời mà trời luôn. Hoặc là các bác thợ, đấy, nhất là các bác thợ mộc mà cần cái con máy khoan đầu 13 ly để khoan gỗ, khoan sắt thì các bác có thể sử dụng cái này. Đấy, hôm nay thì cái mã này hôm nay em sẽ tri ân cho các bác với mức giá là 500.000 miễn ship nhá. Nó sẽ có lớp bú ở đây các bác khoan được tường này. Và nó có một cái điểm gài này. Kể cả như là các bác làm việc ở trên cao nó cũng rất là tiện nhá. Hàng công ty chính hãng nên là logo dập lỗ rất là đẹp luôn này. Đấy thì cái mã này công suất của nó này, em sẽ quay chi tiết cho các bác về cái phần thông số kỹ thuật nhá. Đây cái đầu 13 ly và công suất là 750W này các bác này. Đấy hôm nay thì cái mã sản phẩm này em sẽ tri ân cho các bác. Máy khoan Zlook đầu 13 ly với mức giá là 500.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Đấy các bác sẽ theo một cái khóa mở như này nhá. Ngoài ra là không có theo phụ kiện gì đâu. Đấy cái này nó không có theo mũi khoan gì đi theo không nhá. Chỉ có máy thôi. Đấy hình như là nó có một cái tay cầm nữa thì phải. Cái này nó sẽ có máy và tay cầm. Giá là 500.000 đồng nhá. Giá này là các bác được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc luôn rồi. Đấy thì bác là chốt mã này các bác nói là khoan điện Zlook đầu 13 ly cho em. Giá 500.000 nhá. Đây còn máy cắt điện thì hôm nay em còn mẫu chuôi ngắn và chuôi dài này các bác này. Đây là chuôi ngắn nhá. Em có chuôi ngắn công tắc đuôi này. Máy chuôi ngắn công tắc đuôi, máy Saikyo này, máy một tốc nhá. Đấy máy một tốc thì là các bác sẽ sử dụng được các hộp lưỡi mài phim 100. Đây là máy Saikyo chuôi ngắn này các bác này. Chuôi ngắn là sử dụng công tắc đuôi này. Đấy. Con này thì công suất cực đại. 950W và vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút nhá. Đây là cái chuôi ngắn. Cái này thì các bác chốt thì các bác gọi cho em là Saikyo chuôi ngắn nhá. Công tắc gà đuôi. Đấy, máy đẹp lắm. Con này hôm nay em tri ân các bác. Giá là 399.000 nhá. Đấy, hoặc là bác nào mà có nhu cầu máy mà công tắc chuột ở trên sườn thì các bác phải sử dụng con Mazda này nhá. Đây, tất cả đều là hàng công ty hết. Đây là các bác xài thì yên tâm luôn. Đây là máy Mazda này. Máy Mazda thì công suất của nó sẽ là 840W. Đấy thì con này thì công tắc của nó bật ở trên sườn máy như này nhá. Đấy các bác có thể lựa chọn. Các bác có nhu cầu về cái công tắc nào thì các bác lựa chọn công tắc đấy. Đấy cái máy Mazda này thì hôm nay em tri ân các bác với mức giá là 400.000 nhá. 400.000 đồng một bộ. Đấy còn bác nào mà cần máy chuôi dài thì em còn Mazda chuôi dài này. Mazda chuôi dài thì công suất sẽ là 650W nha. Chuôi dài thì nó sẽ sử dụng công tắc bóp. Sử dụng công tắc bóp nên là các bác sử dụng thì sẽ rất là an toàn nhé. Tất cả đều là máy một tốc hết. Máy chuôi dài của Mazda công suất là 650W. Đấy thì hôm nay em sẽ tri ân cho các bác với mức giá là 450.000 đồng miễn phí ship. Khi mà các bác chốt máy cắt cầm tay một tốc, máy sử dụng điện trực tiếp 220, mỗi một bộ sản phẩm này sẽ có đầy đủ cho các bác luôn. Đấy phía bên trong thì nó sẽ có phụ kiện đi kèm đầy đủ cho các bác, là một cái tay cầm này, một cái ốp bảo vệ này. Đấy, và một tay mở lưỡi như này nhá. Nói chung là đầy đủ từ sen tio chuôi ngắn này cho đến bát đa công tắc bật hay là bát đa chuôi dài đều có phụ kiện như này kèm theo. Và ngoài ra là em sẽ tặng ngoài thêm cho các bác là một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 đồng thôi nhá. Đấy, em sẽ tặng cho các bác một cái lưỡi cắt gạch này. Hôm nay nói chung là em có cái chương trình tri ân cho các bác nên là các bác chốt được trong cái video này thì giá rất là hời. Em tặng các bác một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000. Khi mà các bác chốt máy Saikyo này. Đấy, Saikyo chuôi ngắn giá 399.000. Mazda này. Mazda công tắc bật này. Giá là 400.000 này. Mazda chuôi dài này, công tắc bóp này. Giá 450.000. Và máy nào thì các bác cũng sẽ được tặng cái lưỡi cắt gạch này. Nên là các bác yên tâm. Và em chỉ tặng cho những bác làm mà chốt được ở trên cái buổi video này thôi. Nên là ngoài video khác là không có cái chương trình tặng quà lưỡi cắt. Cho nên là các bác lưu ý khi đặt hàng các bác phải nhanh tay thì các bác mới có đơn hàng nhá. Khi mà các bác chốt máy cắt rồi, bác làm mà có nhu cầu về cái bộ lam xích này, em có cái bộ lam xích này nhá. Lam xích thì nó sẽ có từ cái phần màu đen này hất lên. Còn máy cắt thì là không đi theo. Bên trong này nó sẽ có đầy đủ phụ kiện như này các bác này. Cái bộ lam xích này thì cái lam của nó sẽ dài 34cm nhá. Sẽ có lam này, có xích này, đấy, tay cầm này,
Đây, nói chung là đầy đủ hết nhá. Đấy, tay cầm này, ốp này, ốc rất là đầy đủ hết cho các bác này. Nguyên bộ sản phẩm như này luôn. Đấy, nói chung là nó đầy đủ hết. Và các bác lắp đặt lại là các bác có thể là sử dụng được nhá. Trong này khi mà sử dụng lắp đặt thì nó có hình ảnh như này cho các bác. Đấy, về các bác lắp đặt lại như này thôi là các bác có thể cắt cây, cắt củi này. Cái lam này nó dài 34cm nên là cắt rất là thoải mái. Đấy, hôm nay thì cái bộ lam xích này em sẽ tri ân cho các bác với mức giá là 180.000 thôi. 180.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác luôn nhá. Đấy, bác làm mà chốt máy cắt tay thì các bác để thêm một cái bộ lam xích này về để cắt gỗ, cắt củi rất là ok. Đó là về máy điện nhá. Còn các bác mà quan tâm máy pin thì em còn lấy cái bộ máy pin của Hitachi này. Đây là máy cắt pin của Hitachi. Cái này thì sẽ sử dụng bằng pin nhá. Máy cắt pin thì là các bác sẽ có một thân máy nhá, hai pin và một sạc. Đấy, chân pin phổ thông như này. Đây, thân máy đây. Sử dụng công tắc bóp này. Cái này các bác có thể điều tốt được nhá. Đấy, các bác phải chỉnh tốc ở đây. Cái mức tốc độ này nó hơi cứng này. Đấy. Đấy, các bác chỉnh ở đây này. Chỉnh được tốc độ nhá. Máy một tốc này. Có một thân máy, hai pin và một sạc. Đấy, sạc đây. Phụ kiện tay cầm này, ốp bảo vệ và tay mở lưỡi là đầy đủ cho các bác nhá. Đấy, hôm nay thì bác là chốt máy cắt pin này thì sẽ có mức giá là 1.100.000 đồng một bộ nhá. Đấy, lưỡi cắt. Lưỡi cắt là không có đi theo máy cắt pin thì là không có đi theo lưỡi cắt, nó chỉ có nguyên hộp thôi, một thân máy, hai pin và một sạc. Đấy, với mức giá là 1.100.000 đồng là em miễn phí ship cho các bác. Đấy, còn về máy khoan bê tông này. Bê tông là hôm nay em còn một ít cái khoan bê tông của Boss này nhá. Đây là bê tông Boss không hộp các bác. Cái dây của nó sẽ dài 4 mét. Đấy, dây điện dẫn là của nó dài 4 mét nhá. Đây. Máy chạy cực kỳ là êm luôn. Đấy, với cái mã này thì là các bác sẽ điều chỉnh được 3 nút chế độ này các bác này. Đấy, 3 nút chế độ và có đảo chiều đây nhá. Cái này thì là bên em không có hộp đựng máy cho các bác đâu. Nó chỉ có máy và tay cầm như này thôi. Thanh lý với cái giá cực kỳ là bèo bọt. Giá là 650.000 miễn ship. Đấy, cái lô này là bên em bị vỡ hộp rồi nên là sẽ thanh lý rẻ cho các bác nhá. Nhưng mà trong cái lô này nó vỡ hộp, nó còn sót lại một hai cái hộp này các bác này. Đấy, bác nào mà cần hộp nhá. Bác nào mà cần hộp thì các bác cộng thêm 100.000. Nếu như mà các bác mà mua máy khoan rồi các bác cần hộp thì các bác báo bên em tìm hộp cho các bác, cộng thêm 100.000 này em sẽ tìm hộp cho các bác nhá. Đây, cái hộp đựng máy như này, 100.000 một hộp. Đấy, còn bác nào mà không mua khoan ấy, các bác nào hôm trước mà có khoan không hộp, các bác cần cái hộp này thì là em sẽ gửi cho các bác. Đọc cái hộp không thì sẽ là 120 bao ship. Đấy, còn hộp mà đi chung với máy em tìm cho các bác sẽ là 100.000. Đấy, các bác chốt như nào thì các bác thể báo bên em. Hộp thì nó chỉ có 2-3 cái hộp thôi, nên là các bác nào mà đang cần hộp thì phải nhanh tay nhá. Đấy, còn không hộp như này sẽ là 650.000 nhá. 650.000 miễn ship là chỉ có máy và tay cầm thôi, không có hộp đựng máy. Và cái này đảm bảo cam kết cho các bác là hàng dây đồng nhá, hàng dây đồng ruột dài. Dây điện theo máy, dây điện dẫn sẽ là 4 mét. Trong máy là lõi đồng, khẳng định bảo hành cho các bác là lõi đồng. Còn riêng về cái dây nguồn thì là dây nhôm. Đấy, em phải nói thật để cho các bác để lắm được. Dây nguồn vào sẽ là dây nhôm, còn bên trong máy là dây đồng. Đấy, về các bác lay mai cái dây nguồn, dây nhôm nó đứt thì các bác thay cái dây khác vào, thế là ok. Sử dụng rất là bền các bác nhá. Cái này thì hôm nay em còn một ít cái lõi lọc nước này. Đấy, bác nào mà đang cần đến cái mẫu này. Cái này là, đây là quả số 1 các bác nhá. Đấy, quả số 1 này, quả số 2 này, quả số 3 này. Đây là lõi lọc nước đa lăng. Đấy, các bác lắp vào máy nào cũng vừa hết. Đấy, gia đình thì nói chung là gia đình nào cũng đều có máy lọc nước rồi. Đấy, các bác có nhu cầu chốt thì các bác alo bên em luôn. Cái bộ lõi lọc nước 3 quả như này sẽ là 100.000 miễn ship nhá. Đây là 3 quả nhá. Quả 1, 2, 3 này. Còn đây là quả 4 này. Quả 4 gọi là quả dầu ô. Đấy, quả 4 sẽ là 200.000. Nếu như mà các bác đi chung cả 4 quả luôn một đơn hàng thì em sẽ tính là 280.000 một bộ là 4 quả nhá. Còn các bác không lấy quả 4, các bác chỉ lấy quả 1, 2, 3 thôi thì sẽ là 100.000. Đấy, hoặc là các bác mà cái quả nào của các bác nhanh hỏng thì các bác có thể mua lẻ ra bên em cũng có. Đấy, các bác mua là các bác cứ báo bên em, còn mua nguyên bộ thì sẽ là như vậy các bác nhá. À, em sẽ tư vấn từ các bác về cái mã máy khoan pin này. Đây là khoan pin của Hitachi các bác nhá. Khoan pin Hitachi 12V này. 12V của Hitachi là em sẽ có mã màu xanh hoặc màu đen hoặc màu xám này. Đây là màu đen này. Còn đây là màu xám này các bác này. 12V Hitachi thì nó rất là nhỏ gọn nhá. Đây, cái mã này là màu đen nhá. Giá là 350.000 một bộ. Đấy, khi mà các bác đặt Hitachi 12V thì nó sẽ có nguyên hộp cho các bác. Đấy, một thân máy nhá, hai pin và một sạc này. Đây là hộp đựng máy này. Đấy, nó sẽ có nguyên bộ như này, một thân máy, hai pin và một sạc.
Máy này thì nó rất là nhỏ gọn, ưu điểm là nhỏ gọn nhẹ nhàng. Đấy, phù hợp cho các bác làm gia đình hoặc là các bác thợ cần một cái con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng để bắn thắm ốc vít không bị mỏi tay thì các bác xài cái máy này. Pin của nó sẽ là pin tròn nha, pin tròn, pin 3 cell, pin tam giác. Và đầu máy là đầu 10 ly, máy chạy động cơ có chổi than. Đấy, và máy hai chức năng này điều chỉnh 25 cấp độ chuột. Hai chức năng là các bác sử dụng để bắn vít vào khoan nhá. Giá 350.000 bộ này là Hitachi màu đen. Đấy, một máy hai bi và một sạc. Đấy, còn bác làm một chốt màu xám nhá. Màu xám thì nó đắt hơn một chút này. Màu xám sẽ là 399.000 ạ. Đây là màu xám nhá, sẽ cũng vẽ nguyên hộp như này. Nói chung là chức năng thì nó cũng giống như màu đen, nhưng có điều là cái màu xám thì cái nhìn cái kiểu máy của nó sẽ đẹp và chắc chắn hơn một chút. Và nó có đèn báo pin. Đấy, cái màu đen thì là các bác không có đèn báo pin, nhưng con màu xám này nó sẽ có đèn báo pin nhá. Màu xám sẽ là 399.000 này, miễn ship. Và tất cả đều là máy hai chức năng, điều chỉnh 25 cấp chuột và đầu kẹp 10 ly hết nhá. Đầu tự siết như này. Và máy thì là chạy động cơ có chổi than cho các bác. Đấy, còn hôm nay thì em còn một ít máy bu lông thì em sẽ thanh lý cho các bác này. Đây em có cái bu lông Hitachi này nhá. Đây là máy bu lông Hitachi này các bác này. Bu lông Hitachi thì là máy chạy động cơ từ không chổi than. Và sẽ có nguyên hộp như này nhá. Đây là hộp đựng máy này các bác nhá. Hộp đựng máy đây. Nó sẽ có nguyên bộ sản phẩm này. Đấy, cái này là em thay nhìn rẻ rồi nên là em sẽ không tặng quà thêm cho các bác nha. Với cái mã bu lông Hitachi này nó sẽ có nguyên hộp này. Một thân máy, hai quả pin và một sạc, một dây đeo máy và một khẩu mở bu lông 22. Có hộp đựng máy cho các bác nhá. Đấy, thì hôm nay cái mã này em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 750.000 đồng, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Cái này quả pin này đang hết pin. Đấy, với cái mã bu lông Hitachi này sẽ là 750.000 nhá. Giá là được bao phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Đấy, chạy rất là êm này. Đó, cái này các bác có đảo chiều nhá. Có đảo chiều máy và điều chỉnh được 2 lít chế độ này. Đấy, có chế độ tự ngắt để tránh bị đứt ốc luôn. Đó, đầu máy là đầu bu lông 2 trong 1, bu lông 1/2, có lỗ lục ra ở giữa này. Thân máy chạy động cơ từ không chổi than. Đấy, nguyên bộ sản phẩm như em vừa giới thiệu. Một thân máy, hai bi và một sạc, một khẩu mỏ bu lông 22, một dây đeo và một hộp đựng. Ngoài ra không theo bất cứ một cái phụ kiện nào đi theo các nhá. Với mức giá là 750.000 đồng, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Đấy, đây là bu lông Hitachi nhá. Còn bác nào mà có nhu cầu bu lông Makita này, em còn mấy bộ bu lông Makita hàng Trung Quốc loại 1 như này. Đấy, con này nó sẽ có điều chỉnh được 3 lít chế độ nhá. Và chức năng thì nó cũng như là Hitachi luôn. Đấy, hôm nay cái mã này em sẽ chi ân cho các bác với mức giá là 950.000. Phụ kiện chức năng và đi kèm nói chung là đầy đủ giống như là Hitachi nhá. Có điều cái này là Makita, đấy còn kia là Hitachi thôi. Đấy, nó khác tên khác màu, còn chức năng nó như nhau. Và con Makita thì là điều chỉnh 3 chế độ nhá, còn Hitachi là điều chỉnh 2 chế độ thôi. Đấy, bu lông Makita sẽ là 950.000, miễn phí ship cho các bác. Đấy, và hôm nay thì bác nào mà có nhu cầu máy 13 ly này, em có 13 ly của Makita nhá. Đây là máy 13 ly đầu kẹp này. Makita đầu kẹp 13 ly. Đấy, hôm nay cái mã em còn rất là ít nên là thanh lý cho các bác này. Đây, cái mã này nó sẽ có nguyên hộp nhá. Trong này nó sẽ có nguyên bộ sản phẩm như này. Nói chung là đầy đủ nhá. Một thân máy này, hai pin và một sạc như này, một dây đeo. Đấy, cái này con 13 ly này thì không có khẩu đâu, nó chỉ có dây đeo thôi. Đấy, hôm nay thì cái mã này em thanh lý cho các bác nhá. Giá là 1.050.000. Đấy, ngoài ra là các bác hôm nay các bác chốt cái mã này ở trên cái video này, em sẽ bỏ ra 10 bộ nhá. 10 bộ duy nhất em tặng cho bác một cái vỉ ốp lam này, 10 cái này để bắn máy tôn này. Một cái bộ con sâu bắn ốc ở chỗ khó như này nhá. Đấy, cái phần quà có giá trị này em sẽ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác chốt được cái mã sản phẩm Makita 13 ly. Máy Makita 13 ly thì sẽ là chạy động cơ từ không chổi than này các bác này. Đầu 13 ly nhá, điều chỉnh được 3 nút chức năng. Đấy, giá là 1.050.000 đồng. Giá này là được bao phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác rồi. Đấy, còn bác nào mà muốn một cái con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng ok thì các bác xài con Huka này nhá. Huka này nó sẽ có nguyên bộ sản phẩm này. Đây là cái hộp đựng máy của Huka này. Huka 4 cell này. Đầy đủ phụ kiện như này luôn này các bác này. Sạc của nó sạc bàn nhá. Đấy, sạc bàn như này. Pin là pin 4 cell này. Đấy, có hai pin nhá. Pin 4 cell. Và đặc biệt là con máy này nó sẽ có đèn báo pin này. Thân máy là động cơ từ không chổi than. Và đầu máy là đầu auto lock nha. Đầu auto lock các bác xài cực kỳ là ok. Máy hai chức năng này. Hôm nay cái mã này em tri ân các bác giá 700.000 nhá. Đấy, các bác chốt mã này gọi là Huka 4 cell cho em. Huka 4 cell pin tròn nhá. Giá 700.000.
nguyên bộ sản phẩm này. Đấy, phụ kiện đi kèm như em để trên màn hình đây. Giá 700.000 đồng nhá. Giá này là các bác được bao phí ship luôn rồi. Giá gọi là giá sập sàn, giá hỗ trợ mùa Covid cho các bác đấy. Để hôm nay em còn một ít tăng đơ để nữa này. Tăng đơ hớt tóc nó sẽ có nguyên bộ như này nhá. Một máy này, hai pin, bốn cái cữ này, một cái chổi quét này, một cái sạc này, một lọ dầu này. Đấy. Cái tăng đơ này các bác làm cầm nó rất là thích tay luôn, chạy êm cực kỳ luôn, đầm tay cực kỳ luôn nhá. Đấy, có hai pin nhá, một pin trong máy, một pin bên ngoài, pin 3,7V. Quả pin to lên là các bác mà cắt được ở cái thời gian rất là lâu nhá. Đấy thì hôm nay cái mã tăng đơ này em sẽ chiên các bác với mức giá là 270.000 nhá. Tăng đơ cắt tóc bằng pin giá 270.000 đồng. Giá này là bao ship tận nơi cho các bác rồi. Đấy, mã này thì được rất là nhiều các bác quan tâm này, số lượng còn rất là ít nhá. 270.000 đồng, máy tăng đơ cắt tóc bằng pin. Đấy, còn một cái mã sản phẩm này nữa này. Đây là cái mặt nạ che. Đấy, cái này gọi là kính mặt nạ phòng chống Covid. Đấy, các bác về các bác đeo nó sẽ như này. Với cái mã sản phẩm này thì nó sẽ phù hợp cho các bác sử dụng trong cái mùa Covid này rất là ok. Đây, với cái mã sản phẩm này nhá, cực kỳ là đẹp và chắc chắn này các bác này. Đấy, cái kính của nó sẽ là màu trong suốt, cực kỳ là dày bền cực kỳ luôn. Xung quanh nó sẽ có những cái lớp cao su này rất là chắc chắn này. Dây đeo nó là chun co giãn và có thể kéo dài được, kéo dài kéo ngắn được, nên là ai cũng có thể là đeo vừa cái này nhá. Thì với cái kính che mặt này, hôm nay em sẽ chiên các bác với mức giá là 120.000 nhá. 120.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Đấy, các bác đặt hàng các bác nói là kính che mặt chống Covid cho em, giá là 120.000. Đấy, còn hôm nay em sẽ tư vấn tới các bác cái mã sản phẩm này. Đây là cái bộ dao kéo làm bếp này, giá 250.000 nhá. Một cái mã sản phẩm mà được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm. Trong này nó sẽ có 6 sản phẩm này. Thứ nhất là sẽ có một cái kệ để dao này. Cái này nó sẽ có nguyên hộp cho các bác nhá. Trong này nó sẽ có 6 món sản phẩm. Đấy, các bác có cái bộ này để trong cái tủ bếp nhà mình xài cực kỳ là ok. Một cái kéo này. Đây. Một con dao. Con dao này là con dao gọt hoa quả này các bác này. Một con dao này con dao thái này. Đấy, đây là con dao thái nhá. Dao thái này, dao chặt này. Nói chung là một combo 6 món chỉ với mức giá 250.000 thôi. Một cái dũa nữa. Đấy, dao thì toàn bộ đều là Japan như này hết. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đẹp cực kỳ luôn. Đấy, dao thì chất liệu là thép trắng nhá. Thép trắng cao cấp. Đấy, các bác cầm con dao nó rất là nhẹ, cực kỳ là sắc bén. Kèm theo các bác một cái kéo nhỏ như thế này này. Kéo này nhỏ nhá. Cái kéo này các bác sử dụng để cắt đồ ăn này. Đấy, và có một chiếc dũa để mài dao, một cái kệ để dao như này luôn. Đấy, mã này thì em còn lại mấy bộ nữa thôi, nên là em sẽ thanh lý các bác giá là 250.000. Giá gọi là giá tri ân cho các bác. Đấy, các bác về các bác xài và các bác cảm nhận được chất lượng của nó. Khi mà thấy ok thì khi nào các bác có nhu cầu về sản phẩm điện máy thì các bác nhớ là ủng hộ bên trung tâm điện máy Ngọc Mai nhá. Đấy, mã sản phẩm này với mức giá là 250.000, bộ dao kéo Nhật 6 món. Một dao chặt, một dao thái, một dao gọt hoa quả, một dũa, một kéo và một kệ để dao với mức giá là 250.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Thế hôm nay thì cái khẩu này, đây là cái bộ khẩu bắn bu lông này các bác này. Khẩu bắn bu lông chui lục giác. À, em xin lỗi, đây là khẩu bu lông 1/2. Đấy, cái khẩu này thì nó sẽ dài 10cm nhá. Có 10 khẩu nhá. Từ khẩu 9 cho đến khẩu 24. Đây các bác có khẩu 9 này, khẩu 10 này, khẩu 12 này. Đấy, cái này sao nó có 2 khẩu 12 này. 2 khẩu 12, 14 này, 16 này, 17 này, 19 này, 21 và 24. Đấy, cái này đáng nghĩa là phải có khẩu 13, cái này nó có 2 khẩu 12 các bạn. Đấy, nó tùy từng bộ đấy, có thể là có khẩu 12 hoặc 12 khẩu 12 hoặc 1 khẩu 12 13 nhá. Đấy, nói chung là nó có nguyên bộ như nào để em gửi cho các bác như vậy. Đấy, hôm nay thì cái bộ này em sẽ tri ân các bác nhá, với mức giá là 250.000 trên một bộ. Đấy, khẩu chui, cái khẩu này là khẩu 1/2 dài 10cm nhá. Giá 250.000. Đấy, còn đây là cái súng bắn vít bằng hơi này các bác này. Giá 300.000 nhá. Các bác đầu chuyên vít nhá. Đầu chuyên vít và sử dụng lắp vào máy hơi này. Giá 300.000 này. Miễn ship tận nơi cho các bác. Hộp vít bót đa lăng này. Hộp vít bót đa lăng nhá. Đấy, rất là nhiều các đầu vít này. Lối dài này. Giá thanh lý các bác 230.000 trên một hộp này. Đẹp và chắc chắn cực kỳ luôn. Rất là tiện ích này. Hàng bót xịn này các bác xài rất là yên tâm. Đấy, và đây là cái bộ điều khiển này, điều khiển động cơ từ xa nhá.
Với cái điều khiển theo cái bộ này các bác sẽ điều khiển ở mức xa là 500m. Ngoài, à em xin lỗi, điều khiển 50m chứ. Nếu như mà các bác cần điều khiển 300m hay là 500m thì các bác phải mua ngoài, các bác về các bác cho nó học lệnh là các bác xài chung được nhá. Thì với cái mã này nó sẽ có đầy đủ hết tất cả các hướng dẫn đây để về các bác có thể đấu và là các bác sử dụng nhá. Thanh lý các bác giá 280.000 cái bộ điều khiển từ xa này nhá. 280.000. Đấy, còn đây là cái kìm của Harden này các bác này. Kìm của Harden thì em còn duy nhất một chiếc nữa. Đấy, các bác gọi là kìm Harden đa năng, đọc mã số lên cho em. Mã 560528 nhá. Đấy, các bác đọc đúng cái mã số này lên, gọi là kìm đa năng của Harden đi. Giá là 200.000 cái kìm này, 200.000 bao ship tận nơi nhá. Đấy, còn đây là cái thước đo điện tử này. Em còn mấy cái thước đo điện tử này 50m nhá. Đấy, thước đo khoảng cách đây, thước đo khoảng cách này. Giá là 600.000, thước 50m. Đấy, còn đây là cái bơm này. Bơm để cho các bác sử dụng máy cắt rãnh hoặc máy rút nõi nhá. Giá là 150.000 bao ship này, có cả nguồn luôn, đầy đủ bơm và nguồn. Đấy, hôm nay thì em cũng tư vấn tới các bác rất là nhiều các sản phẩm hay và hữu ích. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái mẫu nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. À em quên, đây em còn một cái mã cuối cùng để em tư vấn các bác luôn này. Đây là cưa kiếm này, cưa kiếm của Maita. Cái này nó sẽ có nguyên bộ nha, một thân máy, hai bi và một sạc, kèm theo bốn cái lưỡi cưa cho bác. Đấy, nó như này, chân bi này, bi 5 cell nha các bác. Con này bi 5 cell, máy chạy thử than này. Em còn 1-2 bộ nữa thôi. Thanh lý các bác giá 900.000 một bộ nhá, một máy hai bi một sạc. Đấy thôi, em cũng xin được kết thúc video ở đây nhá. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác.